Để trên đây nha, em để trên đây nha. Đức Phật, ngài Đức Phật à. Bữa nay ngày 5 tháng 5 2024 á, và trên trong viên này em thấy có ngài Đức Phật xuất hiện đản sanh đó bà con. Thì dạ con nghe lý là Phật chào chú Phật. Dạ Đức Phật à. Xin Đức Phật ơi, thế giới tụi con đang có hòa bình, thế giới hòa đang đánh nhau quá. Xin Đức Phật có thể nào cho thế giới hòa bình an vui đâu quý Đức Phật à. Hay là Đức Phật cho xin nói chào từ ngày hôm nay, ngày đặc biệt của Phật giáo của tụi con ai với Đà Phật. Dạ ai với Đà Phật. Ngày hôm nay là ngày đảng sanh, thì Minh Hùng được may mắn cũng được đóng cái vai của Đức Thế Tôn, một vai mà cao quý nhất. Minh Hùng rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Thì Minh Hùng được nhận nơi đây những tấm lòng của quý vị Phật tử đã đến cùng ngưỡng mộ cái vai của Minh Hùng chỉ đóng thế cho Đức Thế Tôn. Thì Minh Hùng hôm nay cũng xin Đức Thế Tôn, Đức Phật là ngày đáng sanh, giúp cho tất cả con dân Việt Nam cũng như trên thế giới được an lành, bình an và hạnh phúc. Trên thế giới này không còn chiến tranh nữa, đó là điều mong muốn trước tiên là của Minh Hùng, cũng như Minh Hùng cầu xin cho Đức Phật phò hộ, gia hộ cho những người, nhất là những người Việt Nam đã đi xa quê hương, đi qua đi xa xứ sở đến nơi đây. Ban tổ chức đã tổ chức một ngày lễ Phật đản mà quý vị Phật tử gần xa đã về tham dự đông đủ như thế này, thì đó là một điều rất là đáng vui, đáng mừng. Dạ cảm ơn ai chị Đà Phật, cảm ơn ngài Đức Phật nhiều anh nhỉ. Xin ngài Đức Phật ban phước lành cho nước Việt Nam chưa chúng con ạ. À. Dạ bà con trên toàn thế giới ạ. À. Dạ cũng mong cho nước Việt Nam và tất cả trên thế giới không còn chiến tranh nữa, và nhất là con dân Việt đều được an lành, bình an, hạnh phúc. Ai chị Đà Phật. Dạ xin Đức Phật có một câu với lại người dân sống đang sống hiện tại, thì xin ngài Đức Phật cho một câu, một vài câu ý nghĩa cho người, những người nhân vật còn sống ạ. Dạ nếu mà những người còn trên thế gian này cũng mong cho được tâm được an lành, bình an và có một cuộc sống được thoải mái, không còn lo gì cái số phận của mình nữa. Khi mà mình đã được ở trên thế gian này, đó là một điều may mắn, nhưng mà cũng đã có già, sanh già bệnh tử, thì khi sống thì cũng phải có ngày chết, nhưng mà mình đừng có lo lắng nhiều quá để cho tâm mình được an lạc. Dạ, ai vậy là Phật, không nên tiền anh ta ngày nhiều và chúc trời mạnh khỏe. Ai vậy là Phật. Bữa nay ngày 5 tháng 5 đó bà con. Thì ở ngay công viên làm thấy ngài Đức Phật đang xuất hiện đảnh sanh trên công viên đó bà con. Thì tất cả là bữa nay là ngày vui của bên Phật đản, của đạo công ra Phật Bình Đẳng đó bà con. Thì tất cả bà con trại tụ về công viên gia đình cô bà con. Thì em tại em thấy ngài Đức Phật xuất hiện thì em muốn quay cho bà con coi tình hình. Ok, bye bye bà con, nghe bà con họ Phúc Calibo Sa TV số 9 đó bà con. Thank you, bye bye.